Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraine. Hé lộ cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine và Ngoại trưởng Ba Lan. Trang Bruxelles Signal ngày 18 tháng 9 đưa tin đã xảy ra sự cố cực kỳ căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorsky trong chuyến thăm của ông tới Kiev gần đây. Theo nguồn tin, cả Tổng thống Ukraine Zelensky và Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky đã có cuộc thảo luận về các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu EU của Ukraine, cũng như vấn đề phòng thủ tên lửa và vụ thảm sát người gốc Ba Lan năm 1943 do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây ra. Cuộc gặp đã diễn ra theo một hướng bất ngờ khi ông Zelensky bày tỏ sự không hài lòng với sự hỗ trợ của Warsaw đối với việc Ukraine gia nhập EU. Nguồn tin cũng cho biết ông Zelensky đã định hình bầu không khí căng thẳng cho cuộc họp khi đưa ra một loạt các phản nàn về Ba Lan trong đó có việc Vaksava không ủng hộ các cuộc đàm phán gia nhập EU mà Kiev muốn hoàn tất vào năm 2025. Còn ông Sikorsky đáp lại rằng, Bà Lan đã mất 10 năm để hoàn tất các cuộc đàm phán gia nhập EU, và thời gian biểu của Kiev cho các cuộc đàm phán gia nhập EU là không thực tế. Sau đó, ông Zelensky chỉ trích Ba Lan chậm chuyển giao thiết bị quân sự và chỉ trích hệ thống phòng không của Warsaw vì không chặn được tên lửa và máy bay không người lái trên không phận Ukraine. Ông Sikorsky giải thích, Bà Lan không thể nhắm bắn vào các vật thể bay của Nga trên lãnh thổ Ukraine nếu không có sự đồng ý của NATO. Tuy nhiên, ông cho biết Ba Lan sẵn sàng chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG còn lại của mình. Một khi NATO có thể lấp đầy khoảng trống về năng lực không quân của Ba Lan bằng các máy bay hiện đại hơn. Cuộc nói chuyện tiếp tục chuyển sang vấn đề lịch sử đau thương khi ông Zelensky chỉ trích Ba Lan vì đã chính trị hóa thảm kịch Volhynia năm 1943 do những người dân tộc chủ nghĩa Ukraine thực hiện nhằm vào người Ba Lan. Ông Zelensky kêu gọi Warsaw gác vấn đề này sang một bên và rằng không nên nhắc đến vụ thảm sát Volhynia trong Thế chiến thứ hai khi Ukraine đang trong cuộc chiến chống lại Nga. Trong khi đó, ông Sikorsky nói Ukraine nên tôn trọng nhu cầu của các nạn nhân về việc khai quật và chôn kết thích hợp, và đây là điều ông đã thúc dục bằng những lời lẽ mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Các nguồn tin miêu tả bầu không khí rất căng thẳng, với một cuộc xung đột rõ ràng xảy ra giữa ông Zelensky và ông Sikorsky. Phái đoàn Ba Lan đã ngạc nhiên trước thái độ của ông Zelensky, cho thấy những thất vọng sâu sắc. Ông Medvedev đề xuất lập danh sách kẻ thù của Nga. Mới đây, đài RT Nga đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã công khai kêu gọi lập danh sách những cá nhân mà ông coi là kẻ thù của Nga. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, đề xuất của ông Medvedev nhắm vào những nhân vật mà ông cáo buộc là ủng hộ các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Nga hoặc ủng hộ bạo lực chống lại công dân Nga. Cũng theo RT, cựu Tổng thống Nga Medvedev từ lâu đã là người theo đường lối cứng rắn về cuộc xung đột Ukraine và bắt đầu bài đăng mới nhất của mình trên Telegram hôm 17 tháng 9 bằng cách chỉ trích những nhân vật phương Tây, gọi họ là những kẻ kỳ thị Nga và cáo buộc họ kích động các cuộc tấn công chống lại Nga. Ông Medvedev nhấn mạnh đến sự cần thiết phải trả thù, cũng như tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng những kẻ phạm tội chống lại Nga cảm thấy sự trừng phạt là điều không thể tránh khỏi. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo rằng những cá nhân này nên sống trong nỗi sợ hãi thường trực cho rằng họ có thể phải thay đổi danh tính hoặc sống trong hoang tường. Ông Medvedev cũng đề xuất ý tưởng gây tranh cãi về một cơ sở dữ liệu để liệt kê công khai thông tin cá nhân của những người mà ông coi là kẻ thù của Nga. Ông Medvedev tuyên bố cần phải sử dụng vũ khí của chính kẻ thù, bất chấp một số vấn đề pháp lý rõ ràng. Việc tạo ra một cơ sở dữ liệu công khai về kẻ thù của nước Nga với dữ liệu cá nhân của họ là điều đáng cân nhắc vì mục đích khá thực tế. Ông lý giải cho việc này bằng cách tuyên bố rằng danh sách này sẽ phục vụ cho mục đích chuẩn bị trả thù. Ông Medvedev nói thêm: "Tôi muốn nói về một điều khác, về việc cần phải ghi nhớ những lời kêu gọi phạm tội của những kẻ lập dị phương Tây và chuẩn bị cho sự trả thù." Grolten nhận định có thể ông Medvedev đang ám chỉ đến trang web Myrodvorets, nghĩa là người gìn giữ hòa bình, được cho là có liên kết với chính phủ Ukraine, bị cáo buộc là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu về kẻ thù của nhà nước Ukraine kể từ năm 2014 sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych tại Kiev năm 2014 mà Nga cáo buộc là do Mỹ hậu thuẫn. Theo trang Dagen News Mỹ, lời kêu gọi lập danh sách kẻ thù của Nga này xuất phát từ những phát biểu gây tranh cãi trước đó của ông Medvedev. Vào tháng 6, ông đã kêu gọi công dân Nga tích cực trả đũa các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, khuyến khích các hành vi chống phá nền kinh tế, thể chế và các nhà lãnh đạo của họ. Ông Medvedev kêu gọi gây tổn hại không ngừng cho các quốc gia này nêu lý do cần giải quyết các điểm yếu của họ và gieo rắc nỗi sợ hãi. Trước đó, ông Medvedev hôm 14 tháng 9 cũng đe dọa sẽ sử dụng vũ khí công nghệ mới để tạo ra một điểm nóng chảy khổng lồ tại thủ đô Kiev để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Lời đe dọa của ông Medvedev được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12 tháng 9 cho biết rằng nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của họ, điều đó có nghĩa là các nước NATO đang có chiến tranh với Nga. Trong lửa cớt dung chuyển, Nga chiếm lại hai làng. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga RFAF tiếp tục tiến vào Torres. Những thắng lợi về mặt chiến thuật đang tăng lên, dường như cuộc tấn công lại diễn ra sôi nổi. Họ đang bắt đầu tiến vào thành trí tiếp theo của Ukraine ở trung tâm Torres. Bên cạnh đó, lực lượng ép trên các cánh đồng giữa quận Sabanka và tiền tuyến hiện tại ở trung tâm cũng đứng trước nguy cơ bị bao vây bởi thế gọng kìm của rfaf theo hướng rốt, hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng moscow đã chiếm được phần lớn thị trấn hrodivka các blogger quân sự ukraine cũng đưa tin về sự kiểm soát rộng rãi của rfaf tại thị trấn này tuy nhiên nga cũng được cho là đang hoạt động ở phía nam sau khi chiếm được ukraine họ đã tấn công chiếm được các vị trí đầu tiên ở Hinnik. theo một blogger quân sự ukraine đáng tin cậy tình hình đang trở nên ngày càng nghiêm trọng với lực lượng Kiev ở khu vực này. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine AFU vào một kho đạn dược ở Torobet ở vùng Tây của Nga đã gây ra một vụ nổ lớn. Các trạm đo đạc được cho là đã ghi nhận rung chấn như động đất. Theo kênh Ritopka, lực lượng Moscow đã đột phá đến trung tâm Torez, đang tiến về con đường mà AFU ở Zabanka nhận được tiếp tế. Cụ thể, RFAF tiến tới các tòa nhà cao tầng ở trung tâm Torez, nằm giữa đường Doruba và Mayakovsky. Các đơn vị của họ đã bắt đầu tấn công đối phương từ phố trung tâm, đồng thời nỗ lực kiểm soát khu vực phòng khám trẻ em. Quân đội Nga đã đột nhập được vào các tòa nhà cao tầng sau khi IK-2 cũng như nhà máy bánh mì bị chiếm giữ. Việc chiếm giữ các tòa nhà cao tầng ở trung tâm sẽ giúp tạo ra sự chia cắt mạnh mẽ hơn giữa các bộ phận của AFU trong thành phố. Sau khi nắm quyền kiểm soát một phần khu trung tâm của Torres, lực lượng Moscow sẽ bắt đầu chiến đấu để giành các tòa nhà dân cư gần bãi thải của mỏ Central. Việc quân đội Nga chiếm được những điểm cao quan trọng này sẽ buộc Ukraine phải rút khỏi phần lớn lãnh thổ. RFAF đang tiến về phố Rutniknaya, dọc theo đó lực lượng Kiev tiếp tế cho Zabanka. Mũi xung kích tiên phong của Nga còn khoảng 500 m nữa là đến được địa điểm này. Ở diễn biến liên quan, kênh Riba cho biết, tại vùng cớt, dồn rập xuất hiện nhiều diễn biến nóng, lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát của họ tại các quận Suza và Kurinevo, trong khi AFU không ngừng cố gắng củng cố ở vùng ngoại ô quận Gluskovo. Cụ thể, tại quận Gluskovo, Ukraine đã tấn công vào khu vực Medvedev, được cho là đã chiếm được một cứ điểm nhỏ, một phần được xác nhận bằng cảnh quay từ trạm kiểm soát mục tiêu. Karasno Oktyapskoze và Volfino dường như nằm trong vùng xám hoặc đã nằm dưới sự kiểm soát của AFU đánh giá bằng cảnh quay về một cuộc tấn công vào một phương tiện chở đạn dược. Ukraine có ý định chuyển hàng tiếp tế đến krasno okti từ Novibut ở quận Korenevo, Quá trình tấn công của lực lượng Moscow về hướng nam Obukhovka đang được ghi nhận. Đánh giá bằng cảnh quay về việc giải hỗn hợp gây cháy từ một UAV trên các đồn điền, quân đội Nga đã tiến đáng kể trên tuyến Viktorovka, Obukhovka, đồng thời việc Nga chiếm lại Uspenovka, Nikolaevo, Darino cũng như Darino chưa được chính thức xác nhận bằng video hoặc hình ảnh kiểm tra khách quan. Phía đông nam Kodenevo, các cuộc tấn công của RFAF cũng đang diễn ra. Bên cạnh đó, họ đã đạt được một số thành công trên những cánh đông bắc Kodenevo. Cho đến nay, tình hình tại quận Suza vẫn chưa thay đổi gì. Có báo cáo về hoạt động của pháo binh Nga tại khu vực lân cận Olokha, Malaya Lugnia, cũng như Martinivka, Pelekovo. Đồng thời, không có thông tin nào về các cuộc tấn công hoặc đột kích ngoại trừ cuộc tấn công của AFU bị đẩy lùi gần Poki, nơi các cảnh quay vẫn tiếp tục xuất hiện sau khi ngôi làng này bị RFAF chiếm lại. Trong khi Riba đưa tin khá thận trọng, thì kênh MD tiền phòng xác nhận sự tiến bộ của lực lượng Moscow ở vùng Kurt với việc RFAF đã vượt sông Snatgot giành lại quyền kiểm soát hai làng Darino, Nokolaeva, Darino. Trước đó, tướng Apti Alaudinov, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tuyên bố quân đội Nga đã đánh bật AFU ra khỏi hai ngôi làng nói trên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!